Rồi, thành viên chào anh ha. Xin chào vợ chồng thành viên, gia đình có nhiều sức khỏe. Dạ. Chào tất cả cộng đồng mạng trên mọi miền đất nước. Lời chào thân thương. Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Ngày hôm nay anh đến từ đâu ha? Anh đến từ tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh à? Ôi dạ. Như vậy là anh bay vào đây? Bay từ hôm tối 19, 5:30 xuống sân bay Cần Thơ. Tối 19 âm lịch đó hả? Âm lịch. Vì là hôm ấy ở ngoài là gọi cho chú là chú của 20 làm việc. Anh bay trước một ngày. Vâng, với sự nghiêm túc của mình, với chặng đường cũng khá là xa, Thành Nguyên chúc cho anh thật nhiều may mắn ha anh ha. Rồi anh giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên nghe nào. Năm nay anh sinh 1964. 1964. Năm nay 58 tuổi. Vâng. Anh họ tên gì anh ha? Họ tên là Nguyễn Văn Xá. Nguyễn Văn Xá. Nguyễn Văn Xá. Vâng. Rồi thì là hôn nhân của anh Xá là như thế nào? Anh trước là lấy vợ ở huyện Cam Ranh cũ ấy. Bây giờ nó chuyển về, bây giờ lên thành phố Cam Ranh nó cho anh về huyện Cam Lâm mới. Vâng. Anh lấy vợ ở Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa. Vâng. Anh có nhà gia đình ở đấy, nhà cửa ở trong đấy cơ. Sau khi 2012 anh thì vợ nó nói không phải là mình nói xấu mà nó mất đạo đức quá, anh không chấp nhận. Anh mới ra tòa năm ly hôn năm 2012. 2012 vậy là được 11 năm rồi. Khoảng thời gian đó đến nay thì anh Xá tìm hiểu thêm ai nữa không? Cái năm anh 50 tuổi, anh có một người nhưng mà lúc cái cô thì mới có 34 tuổi, cô lại là gái tân chưa có chồng. Anh nghĩ cô cứ đòi rất anh về nhà, về quê cô ở tỉnh Hà Nam. Nhưng mà anh thấy cô gái tân anh cũng ngại, mình đã có vợ rồi. Ngại cũng về sau thôi. Sau này có một cô giáo trường mầm non đó, thì cô hiệu trưởng cũng là mối thôi, nhưng mà mình thấy cô ấy cá tính quá. Mình cũng không hợp. Còn mới đây có một người ở cái xã bên ấy cũng đòi lấy, cũng muốn lấy anh, nhưng mà anh thấy cái người đó không được rồi. Đánh bài đánh bạc ấy, chơi bời trai gái anh không chấp nhận. Nhưng anh mới vô đến để nhờ thành viên. Tính ra anh cũng có duyên đấy chứ nhờ. Có duyên nhưng mà lại không có nợ. Công việc của anh Xá hiện tại là anh đang làm gì, anh chia sẻ thêm cho thành viên. Anh công việc của anh thì anh làm công việc xây dựng đây. Làm xây dựng ví dụ xây các cái nhà xưởng công nghiệp ấy. Nhà dân ví dụ mình lấy làm theo của chủ thầu thôi. Công việc nói chung là toàn công việc nặng hết, nguy hiểm. Theo giáo cao lắm, anh bị rơi giáo mấy lần rồi. May thế à? May là nó mắc chân vào cái dàn giáo ấy, nhưng có bị 2-3 lần ấy mà. Nguy hiểm lắm, công việc xây dựng trèo cao. Nhưng mà bây giờ tuổi lớn rồi chắc mình cũng phải tìm cái việc gì đó nhẹ nhàng mình làm chứ. Bảo vệ thì nhiều mà bố buộc không thích. Ở đấy công nghiệp, mấy chục doanh nghiệp của nước ngoài làm đấy lắm nhưng mà không thích, nó bố buộc. Nhưng mà hiện tại là anh đã ở Khánh Hòa hay là anh đã ở bây ngoài giờ kia? Anh khi ly hôn thì anh về quê ở Quảng Ninh. Về lại Quảng thì Ninh. Anh không có nhà vì nhà anh ở trong Cam Ranh. Thì là anh ấy mượn một cái nhà của đứa em họ. Bây giờ vẫn ở nhờ cái nhà đứa em họ, nhưng nó để không mà. Là ngoài Quảng Ninh đó hả? Nhưng mà khi anh về cái năm 2012 anh về thì khoảng hơn một năm sau anh vô thăm con ấy thì vẫn còn, nhưng mà anh về khoảng 2 năm sau thì anh nghe tin là vợ với con đi nước ngoài hết rồi. Chắc đi Mỹ sao. Thì anh đoán có thể nếu nó đi thì nó bán nhà mất rồi.
bán nhà, nếu đi thì bán nhà rồi. Anh có đông con không? Anh có 4 đứa, 3 gái, 1 trai, nhưng mà khi ra tòa anh làm đơn giấy xin nuôi nhận 1 đứa con trai, nhưng mà hôm sau ra tòa thư ký tòa nói là bây giờ mẹ nó bắt hết rồi không cho. Thế anh phải chịu 3 gái 1 trai mà. Mà không có chia anh được người con nào. Không, nó không cho, nó giành hết. Bây giờ sống một mình cũng buồn ha. Buồn lắm. Nhiều khi nó buồn. OK. Ngày hôm nay thì anh mong muốn tìm y trung nhân của mình như nào? Anh cũng mới biết kênh của Thành Nguyên đấy thôi. Cái hôm anh nhớ là ngày 19 tháng 12 ấy, thì cái anh cũng hay xem điện thoại nhưng mà không thấy có kênh của Thành Nguyên ở ngoài ấy. Thì cái hôm đó là vô tình buổi chiều xem là trúng cái chương trình là cái cô Lưu Thị Mọi Em. Lưu Thị Mọi Em quê ở tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh. Thì cô ấy bày tỏ bản thân thì anh thấy cô ấy người rất hiền lành mà thật thà mà chất phát đạo đức. Thì anh chấm là cô. Thứ hai là một cô nữa. Một cô nữa. Là một cô Đặng Thị Ngọc Linh. Quê ở Bến Tre. Thì cô hiện là đang bán rau quả gì ở trên thành phố Hồ Chí Minh phải. Thì cô cũng bày tỏ là độ tuổi từ các anh 60 quay lại. Chính nhất hiền lành thì cũng được, thì anh chấm được 2 người là rất đạo đức. Vì anh nhưng mà anh chấm lần 2 người như vậy rồi lỡ 2 người gật đầu cái cục lúc đó anh tính không sao? Nghĩ là anh cũng nói như thế thôi. Ý nói là được 2 người anh thấy rất đạo đức thôi. Không, em đang lấy cái ví dụ này, ví dụ như mà xui xui không được cô nào thì chẳng nó làm gì đúng không ạ? Nhưng mà hên cái cả 2 người đều đồng ý thì lần này anh tính sao? Thì bây giờ anh cứ bày tỏ với cô Lưu Thị Mọi Em. Thì hôm nay anh có hỏi là anh hỏi lại là cho kỹ là cô Lưu Thị Mọi Em đã có ai chưa thì anh mới dám nói, nhưng nếu mà cô đã có rồi thì anh không dám. Thì chú nói là chưa có đấy. Thì bây giờ anh cứ bày tỏ với cô đó. Theo Thành Nguyên biết là vậy này. Anh ấy thì là anh đi đường xa. Và một lần đi là một lần khó. Mà phỏng vấn thì mình phỏng vấn có lần thôi. Cho nên là theo Thành Nguyên nghĩ rằng là ý của anh là anh nói lên như vậy để được cô này hiểu á. Thì nhớ đúng không ạ? Còn cô kia không hiểu thì mình cũng đang có một người để mình thương. Đấy, chứ bây giờ mà lên kết nối mà mình không nói ra thì nhiều khi mình không có cơ hội để mình bày tỏ nữa. Đấy, theo Thành Nguyên nghĩ là vậy. Rồi, OK, thì như vậy là Thành Nguyên cứ biết được là anh bày tỏ đến cho chị Mọi Em đi ha. Lời sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này đến cho chị. Hy vọng rằng là chị sẽ hiểu được cái tâm tư, cái nguyện vọng của anh cũng như là cái chặng đường của anh đi xa như vậy để bày tỏ đến cho chị. Cũng hy vọng thôi. Thành Nguyên cũng nói trước với anh Sáng một điều rằng là hôm nay thì Thành Nguyên ghi nhận cái tấm lòng của anh như vậy. Còn cái duyên, cái nợ nó như nào thì Thành Nguyên không có biết trước được. Đúng rồi. Nếu như bên đó mà hồi đáp lại tình cảm của anh thì cái điều đó là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà trường hợp như mà chị không hồi đáp lại thì anh vẫn sẽ mở lòng với những người phụ nữ sau này mà muốn kết nối với anh, đúng không ạ? Trường hợp như có cô nào đó sau này đến với anh ấy thì về độ tuổi, về hình thức, về công việc này kia nọ thì anh mong muốn gì không? Thì anh nói anh chỉ chấm 2 người đó được, không được thì thôi. Không được thì thôi. Là 2 người đó anh vừa nói. Và cô Lưu Thị Mọi Em và cô Đặng Thị Ngọc Linh. Vì là trong 2 người đó mà không được người nào là anh khép cửa lại luôn à? Thôi. Ôi trời. Đấy, hơi ngược đãi bản thân đấy. Thì hết. Vì anh cũng nói này, anh thì nói cũng phải nói cho đối tác bên kia biết trước.
Và anh hiện giờ là nhà anh ở trong là vợ có thể đi dẫn con đi Mỹ hết rồi. Thì là có thể đi là nó bán mất rồi. Vì anh không liên lạc nữa vì anh gọi nó thay sim hết rồi. Thế là bây giờ anh không có nhà nhưng mà anh cũng không làm cho gánh nặng bên kia đâu. Vì anh cũng có tài khoản ở ngân hàng một tháng cũng được mấy triệu tiền lãi. Sau này vì anh không lao động anh cũng không làm gánh nặng bên kia. Anh có tài khoản mà. Đủ bản thân sống không làm gánh nặng kia thì anh nói thế thôi. Nhưng bây giờ thì anh vẫn làm được công việc, anh vẫn là nhỏ người nhưng làm rất khỏe vì anh lao động công việc nặng nhiều rồi từ thời thanh niên giờ. Thế là anh nói thêm như thế. Điểm mạnh và điểm yếu của ánh sáng như thế nào, anh cho thành Điểm như thế nào? mạnh của anh thì anh hay thương con vật, con chó con mèo hay con trâu con bò anh thương lắm. Hai nữa là thấy xem đọc có cái điện thoại ấy, thấy có cái cháu đâu 8 9 tuổi mà cũng ở tỉnh miền trong miền Nam Bộ này mà cháu không có cha có mẹ mà coi như là chết cha chết mẹ, nó là đi ra nghĩa địa ấy. Coi như là đi nhặt những cái trái cây với gà cúng người ta ăn thì lúc ấy anh không kìm được mắt, thương quá không kìm được. Anh chia sẻ điều này xúc động ha. Trong cuộc sống của anh Thành Nguyên thấy rằng là bây giờ vợ như vậy, đời con cũng không có liên lạc được nữa, thành ra là cũng có nhiều cái tâm sự lắm. Rồi ok anh, thì Thành Nguyên cứ hỏi như vậy để cho Thành Nguyên biết thôi. Sau này mà anh kết nối với một trong hai cô mà anh vừa mới nói đó, thì khi mà kết nối được rồi thì anh sẽ tính cái hướng tương lai cho hai người như nào? Thì anh cũng nói rồi là anh không có nhà, nhà thì để lại cho vợ con ở Cam Ranh ấy, ở xã Cam Phước Tây, cách thành phố Cam Ranh 8 cây số, thì có thể đi là họ bán mất rồi. Thì anh nói trước là anh nói là anh về Bắc thì có mượn cái nhà của đứa em họ ở. Thì bây giờ nếu mà các cô có mở lòng thương thì nếu được thì anh về bên cô làm ăn thôi. Vâng, Thành Nguyên cũng thích cái tính rõ ràng như của anh Xá vậy đó. Có sao thì mình cứ chia sẻ vậy ha anh ha. Mình cũng không có lòng vòng để sau này đỡ mất thời gian của cả hai. Đúng rồi. Mình cứ nói ngay từ đầu đi, bên đó mà chấp nhận đồng ý thì cứ thế mà tiến tới thôi. Thì anh nói này, bản tính của anh là không có, từ cái hồi thanh niên giờ năm 20 tuổi giờ anh đi làm dân công hỏa tuyến chiến tranh biên giới trong những năm tám, gọi năm 82 để lên đường nhập ngũ nhưng mà bố anh không cho đi vì hai anh em đi một ngày rồi. Thế anh phải lùi năm 85 anh cũng đi đi bộ đội ấy. Trước cũng đóng ở biên giới, chiến tranh biên giới Trung Quốc mà. Thì nói chung anh trải qua khổ nhiều, anh con người anh cũng chịu khó nhưng phải là lười biếng gì cả. Và hai nữa là về mà bài bạc thì anh cũng không, không từ lúc thanh niên giờ anh cũng không chịu ở đánh bài đánh bạc cả, cá độ cũng có. Thế nên là các cô yên tâm không phải lo, nếu lấy anh không nhầm, anh nói thật không nhầm đâu mà. Rồi ok, thì Thành Nguyên cứ ghi nhận như vậy đi, để xong rồi hôm nay việc của anh Xá được ghi chờ thông tin ha. Rồi nếu như một trong hai cô mà hồi đáp lại tình cảm của anh ấy, thì lúc đó Thành Nguyên sẽ cho anh hay sau. Bây giờ anh như này, vì anh đi đường xa anh cất công rồi thì anh muốn thế hôm ấy anh xem cái điện thoại của anh là vợ chồng Thành Nguyên có về nhà hai cô ngoại ấy, em ấy là về thăm vườn đấy, thăm nhà thì em cho anh xin địa chỉ anh có thể anh đến chơi gặp một lần được. Anh cố gắng chờ em ít ngày ha. Chờ em đăng cái clip của anh lên rồi, hoặc là nếu như anh đường xa đó thì bên Thành Nguyên sẽ xem xét và ưu tiên cho anh liên hình trước. Cũng được. Ưu tiên cho anh liên hình trước, rồi được hay không được thì lúc đó mình sẽ book vé mình bay về sau. Cũng được. Ok Thế ha. tôi ở lại Đấy, khổ vậy đâu có việc. vì tôi đi đường xa quá, Em hiểu là mà. tôi cũng một lần nó cất công đi nó không nó xa thôi ấy. Nhưng tôi cũng muốn thì thôi trăm hay không mà thấy thì muốn đến chơi thôi một lần thôi, thử thử ngỏ lời em ý cô làm sao, ý như thế thôi.
Rồi như thế nào thì mình quay về cũng được. Dạ dạ. Ý tôi như thế. Ok anh, thế thì Thành Nguyên sẽ tạo điều kiện cho anh lên hình sớm ha. Vâng. Rồi được hay không được thì lúc đó để cho anh còn book vé anh về chứ ở lại đây lâu cũng tốn kém. Vâng. Dạ. Rồi, cuối chương trình thì anh Xá có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho chị mỗi em cũng như là cô Ngọc Linh vài điều trước khi hai anh em mình kết thúc ha. Thì anh cũng lên kênh của Thành Nguyên thì anh cũng bày tỏ bản thân với hai cô thì anh cũng nói hết rồi. Yeah. Thì thôi cũng cho anh một cơ hội. Thì nếu mà có duyên có nợ thì mình thành vợ thành chồng. Mà nếu mà không thì thôi cũng là bình thường thôi, vui vẻ không có vấn đề gì cả. Dạ. Cụ thể hơn cho em xíu nè. Anh có một cái lời hứa nào đó đến với hai cô để cho hai cô yên lòng vào anh. Anh nói này là bản tính của anh là người thật thà. Dạ. Chất phát, không có thì nói không có thôi, không bao giờ mà nói yêu mới thừa cho ai cả. Dạ. Mà tính chịu khó chứ không phải là rượu thì không uống. Dạ. Bia thì cũng có uống một hai lon. Ừ. Thuốc cũng không nghiện, thuốc lá. Dạ. Ok. Rồi thì những cái tâm tư nguyện vọng anh chia sẻ thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Hy vọng rằng là một trong hai cô sẽ hiểu và hồi đáp lại sớm cho anh ha. Rồi, bây giờ thì em muốn nhắn gửi đến cho anh vài điều này. Đấy, thì hôm nay Thành Nguyên xuất hiện vài giây coi. Thành Nguyên thấy anh chia sẻ những điều vừa qua đó. Đấy, anh cũng khá là xúc động nhưng mà khuyên anh là mình đàn ông mà. Cố gắng mạnh mẽ, làm cái bờ vai vững chắc để cho các cô yên lòng để các cô dựa vào. Nhé. Chúc anh năm mới sức khỏe và thành công. Chúc, và sớm được ý trung nhân mình hồi đáp lại sớm. Chúc vợ chồng Thành Nguyên nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, những gì anh Xá chia sẻ đó thì quý vị cũng đã nghe. Và những gì cần hỏi Thành Nguyên cũng đã hỏi đây. Còn bây giờ thì hai anh em phải nói lời chào tạm biệt quý vị. Kính chúc cho tất cả quý vị sau một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ha quý vị ha. Tạm biệt quý vị.